Để phân biệt thì hai sản phẩm này nó cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi. Thế nên là anh em đi mua máy mà người ta quảng cáo là anh em mua máy chiếc máy của Hàn Quốc ấy, thì mà là kiểm tra CU là Snap là G85 thì không phải đâu nhá, đây là chiếc máy của Mỹ. Chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của máy ăn mờ điện thoại siêu rẻ nhá. Vâng, thì thời gian gần đây iPhone thì đang tăng giá rất mạnh. Còn những chiếc Samsung, đây trên bàn mình đây là những chiếc Galaxy S10 Plus nhá, thì đang có chiều hướng đi xuống một chút. Thế nên là những chiếc Samsung bây giờ đang rất là hot này, đó anh em nhìn thấy không? Hiện tại thì mình ở trên bàn mình đây là những chiếc Samsung Galaxy S10 Plus anh em nhá. Giá thời điểm bây giờ thì chỉ dưới 10 triệu thôi. Đó, cụ thể như nào anh em vào đường link phần mình để phía dưới mô tả nhé. Mình làm cái video này thì vào đầu tháng 7 của năm 2020, giá hiện tại bây giờ là hơn 9 triệu đó. Và đây là những chiếc Galaxy S10 với hai phiên bản, đó là của Mỹ và của Hàn Quốc. Mỹ và Hàn Quốc đó là hai cái phiên bản Samsung mà được anh em mua tại Việt Nam hay được xách tay về Việt Nam rất là nhiều luôn. Thế nên là chủ yếu bây giờ bên mình cũng vậy thôi, cũng chỉ có là Mỹ và Hàn Quốc thôi. Bản mà chính hãng tại Việt Nam thì bên mình ít khi mua vào lắm. Bởi vì người Việt Nam anh em chúng ta ấy là dùng máy thì phải chán rồi thì anh em mới bán. Mà đã chán rồi thì thường thường nó không được đẹp và chất lượng nó không được tốt thì bên mình ít mua vào. Còn những cái máy S10 Plus của Hàn Quốc và của Mỹ này, người ta chỉ cần đổi nhà mạng là người ta khi được tặng một chiếc rồi, hay là người ta chỉ ký hợp đồng mạng là người ta đã được tặng một chiếc rồi. Và tất nhiên là người Mỹ người ta không dùng lâu, người ta bán đi, hoặc người Hàn Quốc cũng vậy. Thế nên là bên mình đã gom lại được những chiếc như thế này rất là đẹp, thậm chí những chiếc người ta gần như không dùng, có nghĩa là người ta mua hợp đồng nhà mạng xong người ta dùng sim thôi. Người ta có điện thoại cũ là dùng mà người ta bán luôn những chiếc này đi đấy, bởi vì lúc đấy người ta thu một phần tiền, người ta có tiền người ta tiêu. Còn những chiếc máy như thế thì đã về đến Việt Nam và hiện tại bên mình đang bán đấy, anh em có thể nhìn thấy không, nó còn nguyên siêu lưng như này này. Nhiều bên thì đang quảng cáo là hàng trả bảo hành nhưng thực ra không phải đâu, nó cũng là máy bình thường thôi, đó là còn nguyên siêu lưng siêu việt. Và bên mình bán thì thành lai lưu hết, bởi vì bây giờ nó không còn hộp nữa thì thành lai lưu đó, chứ không thể bán thành máy mới cho anh em được, đúng không? Và cái clip ngày hôm nay ấy, thì chủ yếu là mình làm mình hướng dẫn anh em cái phân biệt giữa hai dòng này. Bởi vì thực tế là bây giờ thì đối với chiếc S10 Plus này thì giá hai dòng này nó xem nhau thôi. Nhưng mình muốn phân biệt để cho anh em biết là mua nên mua theo nhu cầu của mình thì nên mua cái dòng nào cho nó hợp lý. Bởi vì là của Mỹ và của Hàn ấy nó khác nhau nhá, nó khác nhau về cấu hình. Nó sẽ hỗ trợ cho anh, nó đa phần nó gần gần như nhau nhưng mà nó hỗ trợ cho anh em về vấn đề chơi game. Con của Mỹ là tốt hơn, bởi vì là những chiếc của Mỹ là hiện tại đang sử dụng CU là Snapdragon cũng như là đi theo kèm GPU là Adreno. Còn những chiếc của Hàn Quốc ấy thì nó giống như chiếc ở Việt Nam, nó sử dụng CU là Exynos và đi kèm là GPU là của Mali. Đó, thì là dựa trên những vấn đề đấy thì anh em sẽ mua những chiếc của Mỹ sẽ chơi game tốt hơn, đúng không? Đấy là theo lý thuyết. Và giá hiện tại bên mình đang bán ấy của Mỹ thì sẽ đắt hơn của Hàn một chút. Đó, cụ thể anh em cứ vào link mô tả nhá. Thời điểm bây giờ ấy. Đó, cái việc đầu tiên ấy thì để phân biệt giữa hai dòng này thì nó cũng đơn giản thôi. Anh em có thể lật đằng sau lên và nhìn thì ngay đằng sau là nó sẽ in khác nhau luôn. Đấy, ví dụ mình lấy một chiếc máy màu đen và một chiếc máy màu xám của cái S10 Plus đấy nhá. Thì S10 Plus nó sẽ có những cái màu như này này, màu trắng ánh xanh như này này. Đó, màu trắng mà gốm ceramic kia thường thường chỉ trên những sản phẩm của Hàn Quốc thôi. Và cái màu xám như này và màu đen, một cái màu xanh nước biển ấy và một cái màu da cam. Hiện tại mình đang hết màu xanh nước biển và màu da cam rồi, rất là tiếc là như vậy. Nhưng mà nhìn sau lưng để phân biệt hai cái sản phẩm là của Mỹ và của Hàn Quốc thì đơn giản như này nhá. Đó là những chiếc Galaxy S10 Plus của Mỹ, bao giờ nó cũng sẽ in là Galaxy S10 Plus ở đây. Đến 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 chiếc máy là Galaxy Note 10 Plus thì không phải in nữa, nhưng mà trước đấy là Galaxy S10 thì vẫn là in như này. Đó, anh em nhìn không? Galaxy S10 cộng là những chiếc của Mỹ, còn những chiếc của Hàn Quốc thì nó sẽ không in mà nó chỉ có những Samsung ở trên này thôi. Phía dưới thông tin về email cũng như là tên modem thì của Hàn Quốc nó chỉ có một dòng thôi. Và của Mỹ thì rất là nhiều, ví dụ như là tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ở trên này này, tiêu chuẩn về điện tử này, phía dưới là có số mã modem này, bên dưới là có số email cũng như là nơi sản xuất, và nơi sản xuất là nơi thiết kế là bên nào là Mỹ nó ghi rõ đấy. Đó, khi là được sau lưng là anh em lưu ý nhé, là hai chiếc máy của Mỹ và Hàn Quốc nó sẽ khác nhau là như vậy đấy. Về tiếp theo về cấu hình, thế nên là để đi mua máy anh em tránh nhầm lẫn phải cái việc người ta quảng cáo không đúng, bởi vì đi mua thì mình cần cái thông tin nó chính xác. Nếu trong trường hợp quảng cáo không đúng ấy, thì liệu cái máy đấy nó có đúng hay không? Đó là một câu trả lời rất là khó, đúng không anh em? Đấy nhá, về về cấu hình này thì nó sẽ khác nhau như này. Anh em cứ cài cho mình cái phần mềm AnTuTu Benchmark ấy vào, hoặc là cái phần mềm PhoneUnfo thì mình chỉ cả hai phần mềm xem có tác dụng như nào cho anh em xem. Đó, và chút nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cái chọn máy một cách chuẩn nhất. Bởi vì là mình đã làm video là hay hướng dẫn anh em cái chọn máy một cách chuẩn nhất lắm. Bởi vì bên mình chỉ bán máy chuẩn thôi. Thế nên là mình hướng dẫn anh em để anh em
Tin tưởng thì anh em có thể mua mình, không tin tưởng đi mua bên khác, anh em dựa theo clip của mình để anh em kiểm tra được có chuẩn hay không đấy, bởi vì tiêu chuẩn bên mình là phải như thế đó đấy nhá. Anh em vào cái phần cài đặt là cái phần AnTuTu này, sau đó anh em vào cái phần thiết bị của tôi này đây nhá, thì nó sẽ ra một số thông tin cụ thể. Ví dụ đây là bên bên này là mình là hàng Mỹ này, anh em nhìn thấy không, nó sẽ là kiểu CU là Snapdragon 835 này đấy, một CU rất là mạnh, hiện tại bây giờ 865, trước đấy là có 855 Plus và 835 thì nó thuộc dạng là mạnh top 3 trên thế giới rồi. CPU này thì đánh giá là cao hơn là CPU của Exynos, có những CPU của MediaTek của Trung Quốc ấy, hay CPU của Huawei ấy, thì người ta không nói đến làm gì nhiều. Đó, CPU Snapdragon thì đa phần là sử dụng trên máy những phần cứng rất là nhiều, bởi vì đây là CPU của Qualcomm, một công ty của Mỹ, thế là người Mỹ người ta phải dùng chip này. Đó, đi kèm nó là GPU là chip đồ họa ấy, là của Adreno 640. Đó, anh nhìn đâu? Đấy là của Mỹ, còn Hàn Quốc sao? Hàn Quốc thì là CPU là Exynos 9820. CPU này cũng tương đối là mạnh, bởi vì đây là CPU của Samsung sản xuất luôn. Đó, thế nên cũng khá là yên tâm, chạy khá là mát. Về tốc độ, về tất cả các thứ thì nó gần gần như là Snapdragon 835. GPU đi kèm nó là Mali G76 MP12, đấy cũng tương đối là tốt. Thực ra ấy, nó để chơi game thì hai chiếc máy đều chơi game mắc luôn. Nhưng về hiệu năng hay về xử lý game, ví dụ như một cái game người ta viết là người ta cùng, ví dụ sắp tới anh em có thể chơi game gì à? Liên minh huyền thoại chẳng hạn. Nó ra mắt thì bao giờ chạy trên chip Snapdragon cũng sẽ là ngon hơn. Sau đó thì nó mới Samsung người ta mới làm nó game đấy, hoặc là người ta mới hỗ trợ được cho Exynos hoặc những chip khác được. Chứ còn bao giờ trên Snapdragon cũng là cái chip để người ta thử nghiệm mà. Đó, thế nó rất là ngon. Điều khác nhau tiếp theo ấy thì đó là về camera. Đa phần cái camera của Samsung ấy mà sản xuất tại Mỹ ấy, xuất từ thị trường Mỹ ấy, thì nó sẽ là Samsung camera của ống kính của Sony. Đây chúng ta có thể nhìn trên phần mềm Phone Info ấy, thì chúng ta sẽ thấy nhá. Đây này. Chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ có tích hợp camera với ống kính của Sony này, với công nghệ của Sony này. Còn của hàng Hàn Quốc thì sẽ không phải, sẽ còn Samsung luôn. Đó, anh em gì đâu. Hai cái camera nó sẽ khác nhau. Cái phần mềm nó báo trước sau là không đúng nhá, anh em chỉ có tham khảo là như vậy thôi. Đó, đây là hai khác biệt. Và tất nhiên rồi, Snapdragon hay Qualcomm GPU là Adreno 640 thì mình lại nữa là chơi game sẽ tốt hơn về mặt lý thuyết. Đó, để phân biệt thì hai sản phẩm này nó cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi. Thế nên là anh em đi mua máy mà người ta quảng cáo là anh em mua chiếc máy của Hàn Quốc ấy, thì mà là kiểm tra CU là Snapdragon 835 thì không phải đâu nhá, đây là chiếc máy của Mỹ. Đó, thì thực ra người ta báo nhầm thì cũng mà máy ngon thì cũng không sao. Còn người ta báo nhầm thì liệu người ta có biết chính xác về cái sản phẩm của mình nó như thế nào hay không? Đấy mà là vấn đề đúng không? Đấy, còn đây là mình sẽ hướng dẫn anh em tiếp theo, đó là vấn đề phân biệt máy chuẩn và máy không chuẩn nếu khi đi mua những chiếc máy này. Bởi vì hiện tại những chiếc máy này giá cũng tương đối là rẻ, dưới 10 triệu. Và cái lượng nhu cầu khách hàng mua cũng rất là đông ấy. Thế nên ấy, ở Thẩm Quyến hay là những anh em ở Việt Nam bán những cái máy không chuẩn nó tương đối nhiều. À, để phân biệt những chiếc máy này mua có chuẩn, có zin hay không ấy, cũng là vấn đề khá là phức tạp. Thế nên anh em xem tiếp phần tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn nhá. Việc đầu tiên thì mình nói lại về màu sắc này. Đối với những chiếc S10 Plus này thì nó sẽ có những phiên bản màu như thế này. À, anh em thấy nhìn nhá, bên ngoài cùng mình sẽ là màu trắng sứ. Và đây là phiên bản đặc biệt, lưng gốm ceramic và chỉ có duy nhất dung lượng là 52GB mới có thôi. Thế nên khi là lưng gốm ceramic mà anh em nhìn thấy bản 128 ấy, mình thì mình chưa cầm vào một chiếc lưng gốm ceramic bản 128 nào cả. Nghe nói là bản Mỹ thì nhưng có, nhưng mình chưa bao giờ mình cầm vào. Thế nên là mình cứ dựa theo cái, bởi vì nếu có ở Việt Nam là mình đã lấy được rồi. Thế nên mình cứ dựa theo cái độ chuẩn đấy. Thì anh em có lưu ý nhé, đã lưng gốm ceramic thì anh em nên chọn bản Hàn mà 52GB. Còn Hàn 128GB không có nhá. Tiếp theo đó là màu trắng ánh xanh. Cái lưng này đó là lưng kính bình thường và nó sẽ là màu trắng, gọi là màu trắng nhưng nó sẽ có ánh xanh. Đó, anh em để phân biệt hai màu nó khác hẳn nhau này. Cái màu lưng gốm ceramic thì viền nó sẽ là màu vàng nhá, màu vàng em nhìn nhá, nó khác như này này, chứ không phải viền màu bạc đâu. Thế nên anh em đi xem phải chuẩn. Lưng gốm ceramic mà viền màu bạc không phải đâu nhá. Đó, lưng gốm ceramic màu trắng sứ thì bắt buộc viền nó sẽ phải là màu vàng nhẹ nhẹ ấy. Đó, màu trắng xanh này, sau đó là đến một cái màu là màu xám như thế này. Nó không đen hẳn, nó chỉ hơi xám xám thôi. Đó, và nó là cái màu đen, tiếp nữa là cái màu đen xì như thế này. Đây anh em nhìn hai cái màu nó khác nhau nhé. Trông ở camera thì khó nhận diện lắm, nhưng mà mắt thường sẽ nhìn thấy luôn. Một cái là nó xám hơn, một cái là đen hơn. Đó, thì cái màu xám là đa phần ở của Mỹ. Mỹ thì không có màu đen là nhiều, bởi vì mình chưa nhìn thấy bao giờ. Đó, và sẽ có tiếp một cái màu xanh, mình sẽ để ảnh cho anh em xem, bởi mình hết hàng rồi. Cái màu xanh này thì chủ yếu mình thấy là hàng của Mỹ là nhiều, Hàn Quốc thì mình thấy ít lắm, cũng gần như là chưa thấy. Và tiếp đó là cái màu da cam rất là hiếm, màu này thì mình chưa thấy bao giờ, chưa cầm trên tay bao giờ. Thế nên là đi xem ấy thì anh em cứ lựa là anh em cái màu là anh em thích.
nên chọn những cái màu mà nó đại trà hơn, thì trong trường hợp mà anh em chẳng may rơi vỡ lắp lưng ấy thì có thể mua lắp lưng để thay được, bởi vì là nó cái màu khác nhau chỉ ở cái lắp lưng thôi. Đây, cái màu đen màu xám thì cạnh viền nó y nhau luôn này. Đấy, thay lưng phát là xong. Màu trắng bạc ấy, đó thì anh em có thể thay cái lưng màu khác vào thì biến thành cái màu khác, nó cả cái lưng này thôi. Đó là về cái việc cái lắp lưng. Việc tiếp theo là soi kỹ cái lắp lưng một chút này. Đây mình sẽ để ý kỹ dưới này. Samsung mình nói trong rất là nhiều clip rồi, tất cả những chiếc máy Samsung bán ra trên thị trường ấy là bản thương mại bình thường, chắc chắn một điều nó sẽ có in thông tin ở dưới này. Ít hay nhiều chắc chắn nó sẽ có in thông tin ở dưới này, và thông tin bao giờ nó sẽ có số email. Anh em lưu ý mình như vậy nhé, bao giờ nó sẽ in số email ở dưới này. Đó là điều để anh em phân biệt được cái lắp lưng chuẩn hay xịn. Thực ra là ở thẩm quyến là người ta có thể in đến lắp lưng rồi. Đó, thế nên nhưng mà anh em cứ nên xem đường nét rất đẹp. Đường nét chữ email rất rõ ràng, rất mảnh, rất đều, rất đẹp. Số email rất rõ ràng để nhìn. Đó, bản Hàn Quốc thì mình nói lại nó chỉ có một dòng như này thôi. Bản Mỹ thì sẽ rất là nhiều dòng, nhưng bao giờ cuối cùng cũng sẽ là số email. Và cái dãy số email ở phía dưới này so với bên trong máy nó sẽ chuẩn 100%. Đấy mới là những máy chưa máy chuẩn. Còn trường hợp anh em đi xem không có in số email hoặc email sai chắc chắn một điều với anh em, đấy là máy thay lắp lưng. Còn không email nhá thì có trường hợp rơi vào hàng refurbish. Nhưng đa phần refurbish chuẩn ấy là có Asurion ấy, thì hay là có một số cái hãng refurbish được ủy quyền bởi Samsung ấy, thì người ta sẽ in chữ refurbish bài cái hãng gì ở bên sau. Đa phần là như vậy. Còn nếu mà trường hợp mà không in lắp lưng ấy thì tốt nhất là anh em không nên chọn, bởi vì là nhiều khi là refurbish của Trung Quốc ấy, hay còn nói lại cái khác là Trung Quốc nó dựng ấy, thay vỏ ấy. Đó vấn đề rất là nguy hiểm nhá. Đó, soi lắp lưng lần nữa này, nhìn kỹ bản lưng gốm ceramic rất là đẹp chứ Samsung này. Nó sẽ là màu bạc bóng, còn những chiếc này sẽ là màu trắng. Và bao giờ ấy là những cái đường in của chiếc Samsung nó sẽ nằm bên trong, nó nằm bên dưới ấy. Nó nằm bên dưới của cái sơn đen ấy, chứ không phải nằm trên cái mặt đâu. Bởi vì là những cái chiếc máy fake hay lưng đẻo ấy thì thường thường nó sẽ in chiếc Samsung bên trên này. Anh em cảm tưởng là anh em sờ tay sẽ thấy cái mực in, hoặc em cảm tưởng là cái in nó ở bên trên chứ không phải cái in nằm bên dưới lưng, bởi vì cái in nó nằm sau cái lớp kính nhá, chứ không phải là bên dưới. Bao giờ Samsung cũng là như vậy nhá. Đó, cả cái màu này như vậy này, màu nào thế thôi. Chỉ có mỗi cái lưng gốm ceramic là nó có cái màu bạc rất là đẹp. Anh em nhìn đâu, lưng gốm ceramic thì không biết là in kiểu gì, nhưng mình cảm tưởng như nó cũng nằm chìm bên trong, nhưng mà cái màu rất đậm luôn như này. Đấy, còn cái lưng màu trắng bình thường nó sẽ là cái màu trắng, nó sẽ là cái sơn màu trắng, không phải sơn bạc nhá. Sơn bạc là có vấn đề đấy. Cái màu đen thì nó lại sơn bạc này, nhưng hơi xám này. Đấy, màu xám cũng vậy này, nó cũng là sơn bạc như hơi xám này. Đó, anh lưu ý như vậy nhá. Đó, cùng một lần nữa soi kỹ khu vực camera này. Ba mắt camera sẽ khác nhau, không giống nhau một chút nào cả. Sợ nhất trường hợp máy fake ba mắt camera chỉ có một cái là thật thôi, còn hai cái là giả, đúng không? Như đây anh em nhìn nhá, cái ngoài cùng ấy nó sẽ rất là đen và thấu kính của nó nhỏ hơn này. Cái bên ngoài thì thấu kính sẽ nhìn rõ hơn này, và nó chỉ có một thấu kính to hơn này. Cái bên ngoài cùng này, cái ở giữa ấy, là một cái thấu kính to hơn này, giống cái bên này, nhưng mà cái viền xung quanh sẽ nhìn thấy này. Cái ngoài cùng nó sẽ là một thấu kính, và bên dưới là sẽ nhìn thấy một cái thấu kính nhỏ hơn. Đó, và rất là bóng. Anh em lưu ý như mình như vậy, chứ ba cái này không giống nhau một tí nào đâu. Đó, tiếp nữa là đến đèn flash này. Nó sẽ chỉ có một cụm tâm màu vàng thôi. Sẽ có một cái tâm màu vàng thôi, chứ không chia là hai màu giống như iPhone đâu anh em nhá. Đó, bên này là sẽ là cảm biến. Đó, soi thật kỹ xem bên trong nó có bụi hay không, bên dưới có bụi hay không. Đó, bên trên nó bẩn bẩn không sao, nhưng bên dưới có bụi là nguy hiểm nhé. Bởi vì là bên mặt có thể xước, nhưng bên trong không thể xước. Bên trong cứ xước là có vấn đề. Nhìn kỹ cả khu vực lưng vậy. Bởi vì rất nhiều trường hợp là bên trong á, người ta tháo ra, xong người ta làm xước cái sơn bên trong, thì lắp vào anh em không biết, anh em cứ mua bình thường. Anh em nhìn kỹ rồi nhá, xem có xước bên trong không nhá. Đó, đấy là chọn một cái máy chuẩn. Tiếp nữa để xem một chuẩn lần nữa này. Đó, nhân tiện thì anh em xem lại cái viền của cái camera nhá. Thì 100% luôn nhá, là cái viền này nó sẽ, viền của camera sẽ có màu trùng với cái viền ở máy nhá. Đấy, như chiếc máy này này màu vàng thì cái viền màu vàng này, trên chiếc máy này màu bạc thì viền nó sẽ là màu bạc nhá. Đó, viền màu bạc này, viền máy màu bạc này, chiếc máy này cũng vậy này. Đấy, đen xám này này, chiếc máy này cũng tương tự như vậy luôn. Đấy, anh em lưu ý mình như vậy nhá. Đó, gần như là cái màu sắc nó sẽ tương đồng màu sắc của cái viền luôn. Đó phần camera, phần viền camera. Anh em cùng vuốt cho mình cái mép này, vuốt tất cả mép này, bấm này, xem là nó có bập bùng hay không. Đó, và vuốt nó sẽ rất là đều nhá. Để ý thật kỹ mép dưới này, xem nó có bị xước ở dưới mép này không. Bởi vì đa phần là các bạn ấy tháo ra sửa là các bạn sẽ lách dao lam vào đây. Đó, để bậy ra. Đấy, dùng sấy
để sấy và nhấc ra bằng hút thì sẽ khó có, nhưng mà đa phần là rách dao lam để cho nó nhanh. Thế nên là thường thường nó sai xước ở mép này. Đó, nhìn kỹ các mép nha. Đó, nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta cùng vuốt tất cả các mép này, nó sẽ rất là đều và sẽ không bị gợ tay đâu. Đó, rất là mịn luôn, tất cả các mép là đều. Anh em bóp chỗ này cho mình, đó sẽ không bị bập bùng. Nhìn kỹ khe này này, khe dưới này này rất là khít nha. Chứ khe này mà hở hơn này, khe này khít hơn này, chất liệu máy gia công có vấn đề. Đó đây này, trên này nó sẽ rất là khít nha, hai bên mép như nhau này. Đó, anh em nhìn kỹ mình cũng đấy. Như vậy màu đen rất là khó nhìn, nhưng mà xoay kỹ sẽ thấy đấy. Đó, chỉ có màu trắng như này hoặc là màu xanh hay là màu da cam ấy thì dễ nhìn hơn. Đó, lưu ý mình là như vậy nha, màu sắc phải chuẩn, email phải chuẩn, chữ in phải chuẩn, bên trong này không có bụi, đó mới là chuẩn. Tiếp nữa chúng ta sẽ cùng xem đến cái việc tất cả những cái máy mà anh em mua người ta đã quảng cáo là 99%, thì những cái việc này phải rất là đẹp nha. Thậm chí có những máy bên mình việc vẫn còn siêu luôn này anh em này. Đấy, việc vẫn còn siêu luôn này. Đó, chứ còn đã cấn đã móp vào thì anh em cứ xem chừng nhá, việc rất là đẹp này, màu phải chuẩn. Đó, các màu chuẩn này đều nhau này. Đó, anh em nhìn nhá, các nút bấm phải chắc chắn nhá, nút bấm phải chắc chắn này, bên này cũng vậy này, nút bấm phải rất chắc chắn này, đều nhau, ấn nút nào như nút nào luôn, đó phải rất đều nhau. Đây là cái viền, trên cái viền bao giờ cũng có sẽ có cái cụm anten đây, đó nó là cái bằng nhựa rồi, lấy móng tay vuốt thì hơi cạch cạch thôi, hơi nhẹ nhẹ thôi, còn dùng cái bàn lòng bàn tay này nhắm mắt vào nó vuốt thì như là một khối, không hở hác thế nào cả. Đó, anh em đi với như vậy. Đó, đây này. Đó, cái lỗ mic này và cái lỗ của cái chân này rất là đều nhau. Đó là cái viền nha, bên dưới này cũng vậy này. Đó, sẽ vuốt tay vào sẽ rất là đều này, không có hở hết gì cả. Anh em lưu ý như vậy, nếu mà anh em nhìn thấy hở này, anh em nhìn thấy cao hơn này, anh em nhìn thấp hơn này, chắc chắn là một điều là lưng xương không phải xương xịn nhá. Chắc chắn là điều xương không phải xương xịn rồi. Và tiếp nữa cái quan trọng là cái viền của cái chân sạc này, viền nhựa chân sạc này, viền nhựa của tai nghe này sẽ có màu tương đồng với cái hai cái viền nhựa này, những cái viền nhựa này. Đó, bởi vì nó cái viền nhựa màu tương đồng luôn. Đó. Đó, anh em nhìn thấy con màu bạc của mình cũng vậy này. Viền rất tương đồng, màu sao vậy? Viền tương đồng. Cái màu nó sẽ là tương đồng nhá. Trường hợp mà cái màu của cái này nó là màu vàng, cái màu này màu bạc thì chết dở đấy. Xương không phải xịn đâu. Đó, anh em lưu ý như vậy. Những khe loa ngoài cũng thế nhá. Soi thật kỹ vào, cứ nhìn thật kỹ những cái mép này mà. Cứ vỏ chuẩn là đã ok rồi. Đó, tiếp nữa là đến màn hình nào. Đây. Nhìn thấy thôi đúng không? Đen một khối luôn. Đây là những chiếc máy Samsung chuẩn. Màn hình là màn hình Super AMOLED rất là chuẩn luôn. Tấm nền là tấm nền LED mà, chứ không phải tấm nền IPS. Thế nên là mà thuộc dạng đắt tiền. Thế nên ấy, nó sẽ rất là đen. Chứ còn nó tấm nền mà rẻ tiền ấy, thì anh em sẽ nhìn xung quanh nó sẽ trắng hơn. Cái này rất là quan trọng trong trường hợp anh em mua online. Trong trường hợp mua online mà nhiều người người ta quảng cáo ấy, S10 Plus rất là rẻ luôn. Anh em bỏ chụp ảnh cho tôi xem nào. Chụp ảnh mặt đằng trước bằng cái lọ cái viền này màu trắng ấy, màn hình nó sáng hơn cái viền xung quanh ấy, thì cứ xem chừng nó là máy fake. Đó, cái viền nó phải đen xì như này bởi vì chất lượng cao cấp mà. Đấy, trên màn hình không in một cái gì cả. Chứ trên màn hình mà in Galaxy S10 hay trên màn hình chỉ in Samsung thôi, chắc chắn không có chuẩn. Bởi vì á, đây này bật lên này, cái viền nó mỏng như thế này mà in đâu nữa đúng không anh em. Viền nó rất là mỏng như này. Và chắc chắn một điều nhá là viền của Galaxy S10 nó phải có lỗ cong nhá, chứ không phải nó cong ở mép này nhưng mà cái đen nó nằm trên này đâu anh em. Nó đã cong là cong hết như này luôn. Đó, nhìn có độ cong vào này. Nó chỉ có một tí cái mép ở bên cạnh thôi, còn bên trên màn hình nó vẫn cong. Đó, camera nó sẽ nằm ở khu vực này. Nó nằm giữa màn hình. Đây, nó nằm giữa màn hình đây nhá, chứ không phải camera nó nằm ở trên mép đâu nhá. Máy fake nó hay nằm trên mép, chứ máy fake ít khi gia công như này lắm. Nhưng chắc chắn máy xịn nó phải camera nằm ở đây. Anh em lưu ý mình như vậy. Hai camera. Đó, tắt màn hình đi này. Hai camera nhìn rõ luôn, hai cái thấu kính sẽ khác nhau, bên này sẽ bé hơn, bên này sẽ to hơn. Đó. Anh em lưu ý mình như vậy nha, mới là chuẩn này. Đây, bên trên này nó là sẽ là khe loa, và khe loa nó sẽ có hình đan chéo như này này. Lưới đan chéo nhá, chứ không phải bằng bằng hay là chấm chấm dọc đâu, mà nó sẽ là lưới đan chéo như này. Đan chéo như này này. Đây. Ở trên camera của mình thì máy điện thoại mình đang quay phim nó không rõ lắm đâu. Nhưng mà ở ngoài anh em đi xem anh em sẽ hình dung thôi. Đấy, tất cả con nào như con nào thôi. Bên trên nó loa thoại ấy, nó sẽ là tấm lưới đan chéo. Đó, anh em lưu ý mình như vậy nhá. Nó sẽ là tấm như những cái dọc ngang ngang như này. Đó, anh em lưu ý mình như vậy này. Mới là chuẩn nhá, và sẽ rất là mỏng. Soi thật kỹ cái màn hình tiếp, những cái khu vực ở mép này những cái khu vực viền ấy đen và sẽ không bị xước bên trong. Là ok, camera trước không có bụi. Cứ có bụi chắc chắn bị tháo. Mình thật khẳng định với anh em như vậy, bởi vì chỉ có tháo ra thì bụi bay vào thôi. Chứ nó rất là kín, đây là những chiếc máy có khả năng chống nước mà. Thế nên cứ có bụi chắc chắn là đã tháo ra rồi. Đó. Nha.
Vâng, xem màn hình, bây giờ cùng xem vào bên trong để khẳng định thêm một lần nữa, bởi vì là trên chiếc Samsung có rất là nhiều cái hay. Rất là nhiều clip mình hướng dẫn anh em rồi, nhưng mà clip này mình vẫn muốn nói lại. Đây, anh em cài cho mình cái phần mềm ai. Trước tiên là anh em vào bên trong này, anh kiểm tra cho mình cái email đã. Sao thằng 06 thằng này. Đấy, lên dãy số email nhá, lập được 6 đít lên. Tra dãy số này. Chuẩn hay không? Đó, được 6 đít là tra ra đây là chuẩn hay không nhá. Đây. Đó. Là một. Tiếp nữa anh em bấm cho mình là sao thằng 0 sao thằng. Mình nói lại là sao thằng 0 sao thằng nhá. Ở trên này thì anh em có thể dùng để test cả về màn hình này, bởi vì màn hình những chiếc máy này rất là đắt tiền, nên là anh em test kỹ cho mình cái màn hình xem có bị điểm chết hay không, bằng cách là vào màu đỏ này, màu xanh này, màu xanh blue này, đó để test xem màn hình có bị điểm chết hay không. Ok, xong không có, ấn vào cảm ứng, vuốt hết những cái điểm chéo này là xong đấy. Nó mà không vuốt được thì nó sẽ không thoát được. Đó, vuốt hết điểm chéo này đấy nhá. Đó, vuốt hết được, nó tự động nó sẽ thoát ra đấy. Đó, tự động thoát ra. Cảm ứng ok nhá. Loa nước các thứ camera thì mình không nói nữa, nhưng quan trọng đây này, anh em vào phần sensor cho mình. Sensor đó là cảm biến đấy. Trên này những cảm biến nó đều chạy rồi. Đó, đúng không? Còn quan trọng nhất là cảm biến áp suất này. Anh em có thể nhìn cái chỗ này không? Đấy, barometer sensor này. Đó, cảm biến áp suất này nhá. Anh em ấn này màn hình giúp mình. Nhớ lắp chặt khe sim nhá. Không lắp khe sim thì không nhảy đâu. Đó, anh em nhìn nhảy không? Đó, nó nhảy này. Cái trước cái dấu chấm nhá, cái sau dấu chấm nhảy cái cha đó, trước dấu chấm nhảy nhá, số 4 đấy. Đó, anh nhìn không? Đó, tất cả những máy mà còn áp suất còn nhảy được như thế, 80% chưa bị tháo. Cứ khẳng định anh em luôn, không còn chắc chắn bị tháo. Không còn đừng lấy nữa. Đấy, còn đang lấy. Đây. Đấy nhá. Sao thăng, không sao thăng này. Và phần sensor này. Anh em nhìn không? Đấy, cái này thấp hơn là 987 này, nhưng nó còn thấp hay con số quan trọng, nhưng bấm nó phải lên. Anh nhìn đi không? Đấy, bấm nó nhảy này. Sau dấu phải đấy. Đấy này. Số 7 nhá. Đấy, bấm nó nhảy số 8 này. Đấy, anh em lưu ý này. Đấy, bấm nó cứ nhảy này. Số 8, số 6 này. Không bấm thì không nhảy rồi. Khai sim phải chặt nhá. Đưa lên máy này này. Đó, máy nào cũng phải nhảy như vậy thì nó mới chuẩn. Đây, sensor này. Em nhìn này. 1003 này. Đó, con này nhảy rất khỏe luôn. Đó. Đó, anh nhìn thấy không? Còn áp suất khẳng định 80% là chưa bị tháo, bởi vì sao? Rất là nhiều thợ người ta dán được áp suất đấy, còn không áp suất khẳng định anh em chắc chắn bị tháo. Đó là phải còn nhá. À, tiếp nữa là cái cho mình cái phần mềm Full Info. Phần mềm này chỉ mang tính tham khảo thôi nhưng cũng hay. Đây, bên này nó sẽ có thông tin cơ bản qua về máy này. Đây, đây nha, mình sẽ bật hai chiếc màu trắng lên. Đây, máy này của Hàn Quốc, máy này của Nhật Bản này, à của Mỹ này. Đó, anh em thể nhìn thấy thương hiệu Samsung này. Tên mã điện thoại là G975U và G975N, nó khác nhau ở khu vực này đấy. Sau lưng này chắc chắn phải như thế nhá. Chỉ trừ trường hợp những chiếc máy này mà chạy lên 2 SIM, những chiếc máy Hàn Quốc chạy lên 2 SIM thì nó sẽ ở phần mềm nó sẽ đo là tên khác. Nhưng mà đã là ROM chuẩn đấy thì phải đúng nhá. Đây này. Đó, phải đúng này. Đây, phía dưới tiếp nó sẽ là nơi sản xuất. Một cái là xuất tại Việt Nam, một cái là xuất tại Hàn Quốc. Những chiếc máy mà xuất sang thị trường quốc tế trừ Hàn Quốc ấy, thì đa phần là xuất tại Việt Nam. Những sản phẩm tại Mỹ thì có nhiều cái sản xuất tại Hàn Quốc, nhưng cũng có sản xuất tại Việt Nam. Đó, anh em nhìn không? Đây sản xuất tại Hàn Quốc. Dưới này thì chúng ta có ngày sản xuất, ngày xuất xưởng ấy. Ngày xuất xưởng đang là 23 tháng 2 năm 2019 này. Chiếc máy này là 6 tháng 4 năm 2019 này. Đó, tiếp dưới là vi phạm nguồn gốc 0/0, nghĩa là chưa bị can thiệp vào phần mềm. Và dưới này nó sẽ là màu trắng. Anh em lưu ý với mình như vậy nhé. Chứ còn chiếc máy mà màu trắng như này này mà dưới này nó báo màu đen thì chắc chắn một điều nó không phải chuẩn rồi. Cùng lắm là hàng Refurbished thôi. Nhưng mà đã không phải là hàng Refurbished thì không có in chữ Refurbished ấy, mà cái màu sắc này sai ấy, thì chắc chắn không phải chuẩn. Anh em lưu ý mình như vậy nhé. Đó, bên này thì nó có mã các nước thì không quan tâm là gì rồi, bởi vì ở đây nó sẽ có quốc gia là Mỹ hay là quốc gia của Hàn Quốc này. Cái này chạy phần mềm đối với chiếc máy Hàn Quốc là nó sẽ thay đổi. Đó, rất là nhiều có tính năng ở trên chiếc máy này. Này, màn hình và độ phân giải đây, anh em xem chuẩn nhá. Đó, pin là 4000 này. Ok. Đó, cái này thì không xem được, ở đây nó chu trình sạc pin nó sẽ là 11 sạc được 111 lần rồi. Ấn vào chỗ phần thông tin và kiểm tra tân trang nhá, cho loát đi. Đó, xin chúc mừng bạn, điện thoại của bạn nguyên bản này. Cái này chỉ mang tính tham khảo thôi, bởi vì rất là nhiều anh em dựa vào cái này mà đánh giá chiếc máy là sai hoàn toàn. Bởi vì có những chiếc máy mà Refurbished ấy của hãng ấy, nó sẽ báo được cái này là không phải là chuẩn mà hàng tân trang. Nhưng mà chiếc máy mà Refurbished của Trung Quốc, có nghĩa là người ta thay vỏ ấy, thì chỗ này nó sẽ vẫn báo là nguyên bản. Thế nên là anh em xem cái chỗ này mà người ta báo là nguyên bản nhé, thì chưa chắc là phải là xịn đâu. Chứ nhiều anh em là cứ thấy này là coi như là máy là xịn rồi,
mà không biết là cái máy đấy của mình bị thay màn hình hay thay vỏ. Đó rất là nguy hiểm. Thế nên cái này anh em đừng có xem nhá. Anh em chỉ cần xem như các bước mình hướng dẫn ấy là bằng mắt thường anh em cảm quang và bằng cái kinh nghiệm của anh em xem có chuẩn hay không, chứ đừng có xem bằng những cái phần mềm này nó báo có chuẩn hay không, đừng lên xem. Bởi vì rất nhiều những chiếc máy mà hàng Rehobit rất là ngon. Bởi vì hàng Rehobit đa phần là những cái hàng mà trả bảo hành, được hãng người ta làm lại, người ta bán ra thị trường, người ta test rất kỹ với những chiếc máy đấy rất là ngon, nhưng mà trên phần mềm này sẽ báo là hàng tân trang. Còn những chiếc máy dựng của Trung Quốc thì nó vẫn báo là người bản. Đó, anh em lưu ý với mình như vậy. Cái clip này thì mình chỉ hướng dẫn anh em cách đơn giản như vậy thôi. Mất mấy phút của anh em là anh em sẽ chọn được một chiếc máy chuẩn rồi, và để cách phân biệt giữa máy Mỹ và máy Hàn Quốc. Anh em mua những chiếc máy Mỹ Hàn Quốc sẽ được cái lợi thế như thế nào? Những chiếc máy Mỹ thì anh em chơi game hay là về lý thuyết ấy, chơi game hay là anh em xử lý những hình ảnh đồ họa sẽ tốt hơn, bởi vì là sử dụng chip Snapdragon 855 và chip đồ họa là Adreno 640. Còn những chiếc Hàn Quốc thì nó sẽ mát hơn. Mặc dù chơi game là nó sẽ không hỗ trợ bằng Snapdragon 855, nhưng mà được cái lợi thế là sau này với trong trường hợp anh em có thể muốn dùng 2 SIM ấy, thì những chiếc máy Hàn Quốc là có thể độ được 2 SIM. Còn những chiếc máy của Mỹ thì không bao giờ độ được 2 SIM. Đó là lợi thế là như vậy. Và chiếc máy Hàn Quốc theo đúng lý thuyết ấy, thì pin nó sẽ tốt hơn và máy nó sẽ mát hơn. Đó, để biết chi tiết về chiếc máy này ấy, thì anh em có thể vào đường link mình để dưới mô tả ấy. Trên website bên mình là msm.vn, hoặc anh em xem trực tiếp tại địa chỉ 170 Lạch Chay. Gọi theo mình, cho mình theo số điện thoại là 025-622-6789 nhé. Bên mình có ship COD toàn quốc những chiếc máy này cho anh em. Anh em chỉ cần đặt hàng ở trên website, hoặc em đặt hàng ở trên điện thoại là mình bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách ship hàng. Nhận được hàng anh em phải thanh toán nhá. Đó. Nhưng đối với những chiếc máy này mà anh em nhận được mà không chuẩn như video này của mình thì bên mình hoàn toàn chịu nhiệm đầy bù, cũng như là đổi cho anh em một chiếc máy khác đấy, khi nào anh em ưng ý thì thôi. Bên mình có bảo hành những chiếc máy này trong trường hợp nếu mà chuẩn mà chẳng may có bị lỗi, bởi vì không thể không bị lỗi được, thì là 1-1 lên đến 45 ngày. Anh hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, anh em xem clip này thấy hay chia sẻ cho mọi người cùng xem đi, cho mình một like để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em xem clip, trả lời anh em.